Cho nên cái người mà hôm nay mình thương nắm thương đuối, nhiều khi ngày xưa nó giết cha mình không chừng. Cho nên cái dòng luân hồi nó đậm trời lắm, nó có nhiều chuyện vui. Còn kể vị nghe một chuyện nữa, nó cũng bổ sung như thế này. Ngày kia có một vị La Hán ngồi ở trên núi buổi chiều, ngồi với một vị đệ tử Sa Di 7 tuổi. Gió núi thổi lồng lộng này nè, người đệ tử ngồi hầu thầy, thì vị A La Hán tự nhiên mỉm cười. Thì người đệ tử biết sư phụ mình hồi xưa giờ nói cái gì là cần thiết mới nói, và chỉ cười khi có chuyện thôi. Cho nên người đệ tử hỏi: sư phụ có thể cho con biết lý do tại sao thầy cười không? Thì vị La Hán nói: ta vừa thấy một chuyện rất là đáng cười. Có người trong cuộc đời này ôm kẻ thù trong tay, ăn thịt cha mà lấy chân đạp mẹ. Thì người đệ tử mới nói: sư phụ, rồi dạy nói rõ hơn được không? Sư phụ nói: con thấy cái ngôi làng, cái ngôi nhà mà đang bốc khói dưới chân núi không? Ngày xưa đó, cái ngôi nhà đó với ngôi nhà kế bên đó là vì tranh giành cái hàng rào á, cái miếng đất ranh á, thù nhau không đội trời chung. Chú kể có hiểu không? Tôi nói tiếng Nhật không đợi trời chung. Nhưng mà một ngày kia nó mắc cái gì đó, thì cái thằng hàng xấu nó bị mắc dịch mắc gió, nó lăn ra nó chết. Nó chết rồi đó, chúng ta có hai lý do để tìm đến với nhau: một là thương nhau, hai là ghét nhau. Bởi vì thương là chúng ta gắn cái tâm mình vào đối tượng, mà ghét mình cũng gắn, đúng không? Khiếp chưa, nghe là mới nghe cái đó nó mới teo, thằng teo là nó dứt khoát mà teo. Mình ghét, mình thương nhau, mình nghĩ về nhau đó làm như mình ghét nhau, mình cũng nghĩ nhiều về nhau. Cho nên những người phụ nữ mang bầu á, khi họ thích cái gì họ có thể đẻ ra giống cái người đó, mà khi họ sợ họ đẻ ra cũng giống, có biết đâu. Cho nên có trước 75 nó có trường hợp là một cái bà đó, bên nhà có gần trại lính Mỹ đen á, bà xong thành một đứa bé coi như nó đen thui, thằng chồng nổi điên luôn. Mà thật ra lúc mà người ta điều tra ra là bà quá sợ, thì có nhiều người làm chứng, có cả bà mẹ chồng bà cũng biết. Mà bà chồng mỗi lần mà đứa con dâu đi chợ là nó: mẹ con gặp cái Mỹ đen, nó đứng nhìn con nó cười, con sợ quá sợ đi. Mà chính sợ quá đẻ ra nhỏ giống Mỹ đen. Mà nói là tôi lại nhớ cái chuyện nữa. Có ông nó 80 mà ông lấy vợ, mà đứa bà vợ ông vẫn có bầu sanh con. Cả ông cứ khoe với bạn, ông nói: thấy không, sấy xe cũ mà vẫn còn tốt. Thì lần thứ hai vợ ông mang bầu đẻ đứa con đen thui rồi, thì bạn bè nó nói: xe tốt nhưng phải thay nhớ. Thì tôi muốn nói rằng khi mình thương ai thì mình cái tâm mình nó cũng gắn với người đó, và khi mình ghét ai thì tâm mình cũng gắn với người đó, đúng không? Đấy. Thì cái thằng hàng xóm này là nó ghét thằng kia lắm, cho nên khi mà nó chết nó lại gắn bằng cách là nó ghét, nhưng mà nó lại có phước, nghe kịp không? Nó có phước sanh lại làm người. Còn nếu nó ghét mà nó không có phước thì nó sẽ sanh làm con rắn, con này con kia, giống như vua A Dục vậy đó, cả đời làm phước mà đến lúc cũng gần chết á. Ông mới họp bá quan văn võ là ông hỏi vậy: chứ thời Thế Tôn còn tại thế, ai là đại thí chủ làm phước mạnh tay nhất? Thì mấy ông kia mới theo kinh điển nói là cấp cô độc làm phước mạnh nhất. Cái số tiền cấp cô độc bỏ ra là 54 triệu đồng vàng. Thì ông vua mới: cấp cô độc là một người thường dân mà làm phước như vậy thì trẫm là một vị đại đế thống nhất Ấn Độ mà không để số tiền đó trẫm không có. Thì ở trong triều đình đó có hai ông quan, ông quan thứ nhất ông nói: đời người mấy khi mà có dịp để làm diện mà mình muốn, thần ủng hộ bệ hạ. Nhưng mà cái ông thứ hai nói: không, bệ hạ gần đi rồi, đất nước này còn giao cho ông tiếp theo, mà bệ hạ xài sạch tiền vậy thì ông tiếp theo ông lấy gì cũng sống, ông lấy gì cũng trị nước, hiểu không? Có nghĩa là cản cái ông giận lắm, thì ông lên má cũng đi luôn. Ông chết rồi là ông sanh làm con rắn ở trong hoàng cung, là ông canh ông cắn cái ông quan đó. Thì ông có một người em trai đi xuất gia tên là người Vitasuka Đắc A La Hán, có thần thông. Thì khi mà vua chết rồi, nghe mới nghĩ rằng anh mình đó trước kia là một hôn quân giết người vô số, sau đó là đại thí chủ hộ pháp nghiêng trời, hai cái nghiệp này nghiệp nào cũng lớn, nhỉ, biết anh mình đi đâu trời, hiểu không? Yeah. Anh mình cực ác mà cũng chí thiện như vậy, anh mình đi đâu? Yeah. Thì ngài mới thấy anh làm rắn ở trong cung,
thì ngài mới dùng thần thông, ngài mới đem con rắn ra, là ngài dùng cái thần thông ngài nói chuyện đó. Ngài nói là nên oan gia, nên giải, không có nên cột. Giận thì giận cái gì? Nếu mà anh mà hoàng huynh mà có đủ phước đó, thì không ai cản huynh làm phước được hết. Còn cái phước huynh nó tới đó nó hết rồi cho nên người ta mới cản được. Chứ còn huynh mà đang quyền lực trùng trùng, huynh giết cả họ nó còn được xá gì mà để nó cản. Thì nói vậy xong là vua coi như được điểm ngộ, vua từ chối không có ăn ếch ăn nhái nữa. Và nhịn đói suốt 7 ngày vua chết, vua sanh về cõi thiên. Kịp chưa? Có nghĩa là khi mình ghét ai mình cái tâm mình cũng cột với người đó, hiểu không? Chứ đừng có tưởng là mình ái mình mới cột, mà ghét cũng cột. Có vậy mới có chuyện quan trái đi theo hại nhau. Cho nên mình gặp nhau nó vì hai lý do, mình gặp nhau là để mình đi theo mình lo cho nhau, và gặp nhau mình đi theo để mình hại nhau. Cho nên trước mặt tôi nhìn tôi biết ai hại ai, có giúp được chưa biết ai, tôi nhìn tôi cũng ớn chà đậu quá chân. Nó có hai kiểu giúp, nó giúp bằng cách là có hai kiểu hại. Hại bằng cách là nó trực tiếp cho mình ăn trái đắng. Cái thứ hai là nó cho mình ăn cái ngọt để bị tiểu đường. Có hiểu đó. Ví dụ như nó làm cho mình thương họ rồi mình mất thời gian không tu hành được gì. Xin lẽ được giờ không tới giờ giảng, quên giảng cứ lo alo không, đó cũng là kiểu hại. Thương nhau mà lại bằng 10 phụ nhau. Đấy. Thì cái trở lại cái chuyện hồi nãy đó là cái thằng hàng xóm nó chết rồi nó mới chung vô trong cái bụng của cái thằng vợ của thằng kế bên nó làm con. Rồi má của cái thằng mà có con á chết rồi á, vì thương con mà lại không đủ phước làm người mới chung vô làm con chó trong nhà. Còn ông bố thì chết rồi làm con cá dưới mương á. Vì thương con mà không đủ phước thì cứ sống quẩn quanh, cái này mới ghê nè. Thương mà không đủ phước. Cho nên trong kinh Đức Phật này dạy rằng muốn tiếp tục gặp nhau đời sau trong điều kiện tốt nhất nên có đủ bốn cái tương đồng sau đây. Một là đức tin tương đồng, giới hạnh tương đồng, bố thí tương đồng và trí tuệ tương đồng. Thì có bốn cái tương đồng, có học rồi phải không? Có bốn cái tương đồng này thì mai ra nó là gặp nữa, mà gặp trong hoàn cảnh ok. Còn nếu bốn cái này mà nó không tương đồng thì nó mới nảy ra trường hợp là trương chi mị nương. Có không? Mình có giỡn có không? Đó. Có nghĩa là một kẻ thì trên mây mà người thì giữ đất, rồi ráp vô không được. Rồi con ông chủ mà thương cái thằng làm công là coi như trớt quớt, là vì bốn cái nó không có đồng. Đó nó mới gặp nhau nó éo le như vậy đó, nha. Mà trường hợp nó có không ta? Có chứ. Chủ thương người làm á, rồi ráp không vô. Tôi nhớ Sơn Nam có biết câu chuyện giống như vậy, cái chuyện mà mùa dưa hấu có đọc không? Là con của ông chủ thương cái thằng làm công, mà ông chủ ổng lại không muốn, mà ổng ác lắm. Ổng mới dụ cái thằng làm công ra ngoài biển ông giết nữa. Kể từ ngày đó là khi mà đứa con gái nó biết là cha mình đã giết người yêu của mình á, thì người yêu là người làm công của mình, thì đứa con gái nó cũng tự tử luôn. Và coi như là kể từ ngày đó, bao nhiêu cái rẫy dưa của ổng, người ta nói là người không có đức trồng dưa ruột không đỏ. Thì liên tục mấy mùa dưa trồng dưa ra lạc nhách mà ruột trắng nhách. Thì ngày kia có một người khách viễn phương ghé ngang rẫy dưa của ổng, và nghe người ta đồn về cái rẫy dưa này có một cái history như vậy đó. Thì cái người khách này mới đến rất là lịch sự hỏi thăm này kia, không có đá động gì chuyện kia hết. Rồi mới nói thưa bác, cháu muốn mua một ít dưa mang về Sài Gòn. Cháu nói mua gì cháu, nó bạc ngàn cái này, cháu muốn ăn bao nhiêu bác cũng cho hết. Nhưng mà người ta nói người thất đức như bác trồng dưa ruột không có đỏ. Thôi thì cháu thấy cháu cũng là người hiền, đâu cháu xẻ giùm bác một trái thôi. Thì cái này ảnh xẻ nó dưa lên ấp lên đi. Thì ông nói nó không đỏ phải không, cần gì ấp. Hiểu không? Cho nên là tại sao tôi kể chuyện buồn đó cho bà con nghe, bởi vì đó là một sự liên tưởng. Nhưng mà cái mà tôi muốn nhấn mạnh là muốn gặp nhau mà không có bốn cái tương đồng thì sẽ gặp nhau trong cái éo le như vậy đó. Người đâu gặp gỡ mà chỉ trăm năm biết có duyên gì hay không. Mà nếu gặp nhau mà không có đi đến thì gặp cháy, nó thêm đau lòng. Thì coi như là bà mẹ bà thương con mà không đủ phước cho nên bà bèn làm có con chó trong nhà. Người cha thương con mà không đủ phước bèn làm cái con cá ở trong cái ao cạnh nhà.
Còn cái thằng hàng xóm nó trời ơi thì nhưng mà nó đủ phước cho nên nó làm con trong nhà. Thì một buổi chiều đó thì cái đứa con nó bắt con cá với mương lên nó làm nguyên một cái món ăn. Thì khi nó ăn thì con chó chồm lên thì nó đạp con chó ra, mà con chó là mẹ nó đúng không? Mà cái dĩa cá trên bàn là cha của nó, phải nó ăn thịt cha đúng không? Rồi cái đứa bé mà nó bồng lên nó là thằng hàng xóm, không phải là kẻ thù không? Cho nên vì anh hén ở trên núi nhìn xuống ngày thấy cái cảnh nó nghe cười. Ngày mới nói rằng đó luân hồi nó như vậy con thấy không? Bồng kẻ thù trên tay, ăn thịt cha mà lấy chân đạp mẹ. Mà chuyện này không phải nó tái diễn trong một lần, mà hễ còn luân hồi thì nó cứ con đường xưa em đi. Giờ ai dân duy trì anh vẫn quyết định. Cứ bao nhiêu đứa nó lập hoài, lập tới, lập luôn. Mà mình không thấy, mình thấy rồi nó ớn da gà, nó thề Phật.